Rồi, chào tất cả mọi người đến với video của mình nhé. Hiện tại mình đang có hai tấm này. Thì nói chung hai tấm này thì em là trước là em làm bàn nhé. Trước là em làm bàn do nói chung thì em cũng tính ghép lại làm bộ sập đôi. Anh em mà nếu mà cần mua bàn thì lấy bàn, còn lấy sập đôi thì lấy anh em nhé. Tại vì cái bàn này thì một nói chung là một miếng này là rộng 90 nè. Một miếng bên này là rộng 1 mét anh em nhá. Nếu mà làm bộ rời thì một miếng 1 mét 1 mét một miếng 90 thì nó ghép lại là thành 1m9 anh em nhá. Và là nó dài là 16, dài là 32. Cái này hàng bìa, chuẩn bìa cho anh em luôn, hàng mộc nữa. Này là hàng mộc nghiêng luôn. Nói chung bộ này là của gõ da bên ma anh em nhá. Hàng này thì rất là ok luôn, mà chất lượng cực kỳ bền luôn. Thì anh em mà nếu mà cần lấy bàn thì lấy, còn lấy chúng ngựa thì lấy anh em nhé. Thì hiện tại em đang bán cái bàn này là 29 triệu là một tấm anh em nhé. Tấm này là 29 triệu này, tấm này là 28 này, tấm này là 28 này, tấm này thì 90, tấm 1 mét là 29. Nếu mà anh em lấy sập đôi thì em để với giá là 57 triệu nha. Anh em mà lấy sập đôi thì em để với giá là 57 triệu làm 3 ship nha. Hàng bìa, để em quay xung quanh cho anh em xem này. Hàng bìa còn mọc nguyên luôn, chưa xử lý nha. Đây này, quay cạnh cho anh em luôn. Hàng bảo đảm không chấp ghép, bảo đẹp, 6 mặt cho anh em. Nó chỉ có dăm thôi. Hàng này thì nó chỉ có nước dăm nhẹ thôi anh em nhé. Đây này, anh em có thể nhìn thấy này. Hàng bìa, chuẩn bìa luôn. Cái sới gỗ nó đi ngang, rất là ngang luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy nha. Đây, nói chung thì cái này là hai miếng này thì bao để 6 mặt cho anh em luôn. Thì đây, nó chỉ có bị dăm này. Đấy, nó chỉ bị dăm nhẹ thôi. Cái này là do mình làm không kịp, mình để nắng là nó hơi dăm một tí thôi. Đấy, chứ còn cái này là không phải lỗi đâu anh em nhé. Nếu mà nói về lỗi thì nó phải bị tim hay là nó bị nứt dài như cái tấm này mới gọi là lỗi anh em ạ. Đây đấy, nó nứt như cái tấm này mới gọi là lỗi nhá. Đấy, một bộ này bán giá 57 triệu thôi. Anh em mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhá. À, số điện thoại Zalo của em là 0333 38879 nhá. Anh em mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhá.